Xin chào các đại viên kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đang có mẫu xe đạp địa hình Forever Sport, một dòng xe đạp trong cái phân khúc tầm giá thì cũng là 6 triệu đồng mà các bác đã được sử dụng, đã được một chiếc xe đạp khung nhôm này và bộ chuyển động của xe thì cũng cực kỳ là cao cấp các bác nhé. Đó là bộ Shimano DUG 10 nít và 3 đĩa cộng với cả là cụm phanh dầu của Shimano nữa. Đó là một cái cấu hình mà phải nói là ngon nhất trong cái tầm giá tầm phân khúc 6 triệu rồi. Đây, full hết một bộ Shimano DUG và cụm phanh dầu. Đây, cấu hình cực ngon các bác nhé. DUG thì hầu như là tất cả các bác chơi xe đều biết rồi, một cái bộ tầm trung cực kỳ là ngon và được rất nhiều người chơi xe sử dụng cái bộ này. 10 lít 3 đĩa. Chiếc xe thương hiệu Forever Model Sport thuộc phân khúc chính hãng. Đây, tông màu rất là đẹp, tông màu trắng phối với xanh dương và xanh lục và màu đen xám này, rất là thể thao. Khung sườn thì form dáng cũng cực kỳ đẹp các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình đây. Nước sơn nguyên bản, do là cũng đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập khẩu về là nó có những cái vết xước nhỏ, xước răm thôi. Còn tổng thể xe thì còn giữ cái độ đẹp nó cũng tương đối được cao. Cái bộ cấu hình rất ngon, cấu hình cực kỳ ngon trong cái phân khúc 6 triệu mà đã có DUG dùng rồi các nhé. DUG rất là ngon và kèm theo nó là bộ phanh dầu nữa. Vành của xe là vành 73, vành 26 inch, cũng là nguyên zin theo xe. Đi theo xe và được đan tăm rất là đẹp các bác nhé. Đan tăm song song này, đũa là đũa dẹp chém gió này. Đây là cũng may zin luôn. Rất toàn bộ xe là nguyên zin hết 100%. Cả cọc yên rồi yên này. Ghi đông cổ phốt này, toàn bộ là zin hết. Giảm sóc dầu thủy lực. Thương hiệu Forever. Chiếc Forever Model Sport thì nó cũng thuộc phân khúc chính hãng rồi. Và cái thương hiệu này nó cũng rất là lâu đời rồi các bác nhé. Các bác mà chơi xe thì có thể là sẽ biết thương hiệu này. Cái thương hiệu ra đời từ năm 1940 cơ. Ra đời từ năm 1940 thì thương hiệu Forever này nó cũng có tiếng ở trên thị trường xe đạp rồi. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Cái size của xe thì em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m6 đến 1m7 đi phù hợp. Chuyển động thì quá là mượt rồi. Đồ DUG 10 lít và 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau.
Thì giá bán của xe bên em đang bán là 6.800.000 các bác nhá, một cái mức giá rất rẻ cho một chiếc xe đạp cấu hình cao mà các bác có thể mua để trải nghiệm những gì rất là những cái thứ rất là tốt của dòng xe đạp địa hình. 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.